3, 2, 1. Hi, xin hân hoan và chào đón tất cả quý anh chị và quý bà con đã quay trở lại với cơ sở Hoa Kiển Phùng Thi nha. Và hôm nay đây quý anh chị ơi, em xin giới thiệu quý anh chị với một loại hoa cũng rất là rực rỡ và đa sắc màu vào dịp Tết 2023 sắp tới nha. Đó là cúc kim cương nha. Cúc cương này nó rất là dễ trồng nha quý anh chị, và đặc biệt có lá nó ít cho sâu bệnh luôn. Bệnh trưng Tết thì cực kỳ đẹp luôn, thì nó có nhiều màu rất là tuyệt vời luôn nha cả nhà ơi. Màu vàng, màu cam, màu tím sen, màu hồng, vân vân, rất là nhiều mặt hàng cho mình lựa chọn luôn. Thì hiện tại bên em đang cung cấp hàng Tết, đặc biệt là cúc kim cương với số lượng lớn. Quý anh chị mình cần mua cúc kim cương nhắc máy gọi liền cho Hoa Kiển Phùng Thi với số hotline quen thuộc 0918 708 965. Đó quý anh chị ơi, thì ngoài cái cúc kim cương này quý anh chị đang xem trước màn hình đây, thì bên em còn rất là nhiều hàng Tết như là cúc Bico, cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, rồi có những cái chậu màu gà búa, rồi màu gà đuôi phụng, rồi hạnh Tết nữa, rất là nhiều nha quý anh chị. Quý anh chị có thể lựa chọn những cái mặt hàng ưng ý để mình trang trí cho ngôi nhà của mình thêm đa phần, thêm rực rỡ, đa sắc màu thêm vào ngày Tết nha. Cũng có thể là quý anh chị mua về mình biếu tặng người thân, bạn bè trong gia đình mình, gắn kết thêm tình yêu thương vào dịp Tết nha quý anh chị. Đó, quý anh chị mua số lượng càng nhiều thì giá cực kỳ là yêu thương luôn. Qua số hotline quen thuộc bên em là 0918 708 965 nha. Đó quý anh chị, trước một hình quý anh chị em thấy là những cái bút của nó đó quý anh chị, thì nó thấp nở rồi nha. Khi mà em xuất hàng đi cho quý anh chị thì em sẽ xuất hiện cái hàng bút như vậy. Mình về mình trồng vài ngày nữa nó sẽ nở ra, thì mình đón Tết nó cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà ơi. Đó, bên em đang có số lượng rất là nhiều và hàng rất là đẹp luôn nha. Cả nhà mình cần mua alo liền cho Hoa Kiển Phùng Thi, bên em có đội ngũ nhân viên tư vấn báo giá cụ thể cho quý anh chị, và đặc biệt là chụp ảnh thực tế ngay thời điểm mà cần mua, thì quý anh chị rất là dễ dàng lựa chọn hàng ở Hoa Kiển Phùng Thi luôn nha cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, thời gian qua đã luôn tin tưởng cũng như là ủng hộ, yêu thương Hoa Kiển Phùng Thi. Chúng em luôn luôn cố gắng hết sức để mang đến những cây hoa chất lượng nhất, đẹp nhất gửi đến tay quý anh chị luôn nha. Thì là Hoa Kiển Phùng Thi của bên em trực thuộc công ty Hoa Kiển Ngân Cường và trực thuộc khu du lịch miệt vườn Happy Land Phùng Thi. Du lịch Hoa Kiển Phùng Thi xin kính chào quý khách nha. Đó, và shop hoa em có địa chỉ là 36 đường DT848, khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nha quý anh chị. Và khu du lịch miệt vườn Happy Land Phùng Thi có địa chỉ là 113C đường Làng Hoa, khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nha. Đó, thì quý anh chị có thể thấy nè, những cái cúc kim cương trước màn hình quý anh chị đang xem với những cái màu sắc gam màu rất là đẹp nha, mà trang trí ở sân vườn nhà mình hay là hai cái lối đi vào nhà mình thì rất là tuyệt luôn. Đó, quý anh chị cứ nhắc máy liền tay gọi ngay cho Phùng Thi 0918 708 965 nha. Quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi, nó quá đẹp, thật sự là nó quá đẹp như cả nhà. Tết thì mình phải trưng theo những cái bồn chậu nè quý chị, hoặc quý chị mình nhận công trình mình trang trí những cái công viên, những cái khu vui chơi, khu chụp ảnh, những là khu du lịch đó quý chị, mà mình trang trí cái cúc này lên cho khách chụp ảnh thì rất là tuyệt vời luôn nha. Thì hiện tại bên em đang có số lượng rất là nhiều và hàng Tết thì nó được khách đặt cọc rất là nhiều luôn. Cả nhà mình có nhu cầu mua alo liền cho em, đặt cọc cho em một ít thôi, em sẽ chừa cho quý chị những cái hàng tuyệt vời nhất luôn. Bây giờ em đã chia sẻ rất nhiều là cái sản phẩm hàng Tết rồi, thì quý anh chị đã ưng ý và lựa chọn được cái sản phẩm nào thì cứ chụp màn hình lại hoặc gọi ngay vào số hotline cho bên em 0918 708 965 để bên em sẽ hỗ trợ và tư vấn quý anh chị nha. Và đến đây em xin dừng cái video tại đây nha, và hẹn gặp quý anh chị vào cái video tiếp theo. Và năm mới rồi, em xin kính chúc tất cả quý anh chị có một năm mới thật là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc luôn nha.